Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhưng tình trạng xe quá khổ, quá tải liên tục lưu thông trên đường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đáng nói, không chỉ tại các đường lớn, các trục giao thông huyết mạch, xe quá tải, quá khổ còn xuất hiện phổ biến tại các đường nhánh, ghi nhanh tại một buổi xử lý vi phạm giao thông tại huyện Thanh Oai. Một buổi xử lý vi phạm giao thông trên tuyến tỉnh lộ 427 của đội cảnh sát giao thông công an huyện Thanh Oai. Đây là trường hợp xe tải đầu tiên bị yêu cầu tạm dừng để phối hợp kiểm tra xử phạt. Và khi lực lượng chức năng chưa kịp làm việc với lái xe trên, thì một xe tải khác cũng với dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở hàng đầy áp xuất hiện. Đáng nói, mặc dù biết lỗi của mình là điều khiển xe quá khổ, quá tải, nhưng chủ xe vẫn cố tình vi phạm. Tôi nói vi phạm là có vi phạm, chứ nói là không đúng, đúng không ạ? Thế nhưng mà có, nhưng mà tôi nghĩ là nó chưa gây gớm lắm. Theo số liệu xử lý xe quá khổ quá tải của Công an huyện Thanh Oai, từ đầu năm 2017 tới nay, riêng đội cảnh sát giao thông huyện đã xử lý 14 trường hợp và phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông số 10, Công an thành phố xử lý 44 trường hợp. Tuy nhiên, ngay tại vị trí này, chỉ trong 30 phút làm nhiệm vụ đã có 3 trường hợp xe quá khổ quá tải liên tiếp bị xử lý. Điều này cho thấy độ nóng của lỗi vi phạm này trong những tháng cuối năm. Nhiều khi xuống thì chỉ có mỗi người không có xe không. Đó, giấy tờ xuất trình toàn bộ biên bản thì đúng là người ta cũng bị giữ cả. Tình huống như thế rất khó khăn, ví dụ như là đường thì bé, hẹp. Dây rất cản trở về cho vừa của người tham gia giao thông vừa của lực lượng anh em làm nhiệm vụ. Trong khi đó, nhiều trường hợp lái xe lại cố tình chây ì, không hợp tác trong xử lý. Các trường hợp này không phù hợp thì chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo đơn vị và xin ý kiến để tăng cường lực lượng của đội 10 cũng như là của thanh tra giao thông huyện cùng phối hợp để xử lý cương quyết xử lý bằng một được. Hiện nay chế tài xử phạt với các lỗi xe quá khổ quá tải khá nghiêm khắc, thậm chí lên tới cả 100 triệu đồng, tạm giữ phương tiện cùng nhiều hình phạt bổ sung. Thế nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm minh cần được thực hiện mạnh mẽ hơn để người điều khiển phương tiện biết và nghiêm chỉnh chấp hành trong thực tế, chứ không chỉ là những khẩu hiệu dán theo xe như thế này.